ta sẽ có mặt khoảng một cái đường nha. Đường các bạn thấy đang lên đây là chúng ta sẽ trẻ xuống đây, đi dài xuống từ trên. Đây là một cái mặt phẳng ảo, các bạn cứ hình dung đây là đường này, đây cắt ra thì cho chúng ta biết được đó là anh đang chỉ đây là phía trước hay phía sau của bạn. Phía trước nghe gì, còn ở đây là phía sau. Các bạn ta giải phẫu lúc nào cũng ngửa ra như vậy, hay ta thắng hay gì nha. Rồi một mặt phẳng thứ hai đó là chúng ta sẽ có một cái đường thẳng nha, nhẹ đi thẳng dọc qua đây nha, đi ngay trung tâm nha. Nó có rất là nhiều mặt mặt phẳng các bạn, nhưng mà cái đường chính giữa này nè nha, cho chúng ta biết được cái điều gì. Khi mà anh đứng ở đây, anh đụng vào đây thì các bạn mô tả đây là ở bên đâu, bên trái hay là ngoài tận cùng, ở đây là phía ngoài, sát bên đây là phía trong nha. Rồi ngược lại bên đây thì bên đây là phía nào, bên tay phải, và phía này là phía ngoài, còn đây là phía trong nha. Rồi đó là mặt phẳng thứ hai. Rồi mặt phẳng thứ ba anh sẽ cắt ngang đây nha, có một cái đường cắt ngang đây thì cho chúng ta biết được điều gì. Toàn bộ từ cái đường này đi lên là phía trên đến phía dưới, phía trên nghe, toàn bộ cái mặt phẳng này ở dưới, toàn bộ là ở dưới, đó là a mặt phẳng. Nha, ba cái mặt phẳng đó chúng ta sẽ quy ước lại từng cái chi tiết nhỏ nha. Nhiệm vụ của các bạn làm sao để biết được cái xương đầu tiên nha. Đối với xương thì các bạn nhiệm vụ có ba cái nhiệm vụ các bạn. Đó là nhiệm vụ gì? Các bạn cầm cái xương lên nha, các bạn biết đó là xương gì, đúng không? Đó là nhiệm vụ đầu tiên. Cái nhiệm vụ thứ hai là các bạn phải định hướng được cái xương đó và đọc tên đúng được, đó là cái xương này do cái xương của chúng ta là xương đối xứng nha. Do đó là chúng ta phải biết được đó là xương nằm ở bên đâu, bên trái hay bên phải của chúng ta nha. Đó là nhiệm vụ thứ hai nha. Và nhiệm vụ thứ ba đó là các bạn sẽ biết được gọi tên được chính xác được những cái chi tiết giải phẫu trên cái xương đó nha. Và cuối cùng có nhiệm vụ của chúng ta đó là chúng ta thi trên những cái chi tiết này nha. Ví dụ như anh dán vào cái thi á, các bạn sẽ nhìn vào dưới mũi tên nè nha. Ví dụ như anh dán vào đây nha, thì nhiệm vụ của các bạn là sẽ ghi chi tiết số 3 là tên gì nha, chi tiết đó là tên gì, giải phẫu gì. Ví dụ như đây là đầu ức, cái đầu cùng quai của xương xương đòn nha. Đây là đầu cùng quai của xương đòn, các bạn phải ghi ra như vậy nha. Và đó là cái nhiệm vụ cuối cùng của các bạn. Còn cái mà vị trí trái phải á, thì các bạn không cần ghi cũng được nha. Hiện tại thì chưa có đáp án, thì chưa có cần khắc cao lên tới nỗi mà các bạn phải xác định được vị trí trái phải của mô hình. Em chỉ cần các bạn ghi cuối cùng đó là chi tiết, đó là tên gì thôi. Còn xác định vị trí trái phải đó là anh hướng dẫn cho các bạn để sau này các bạn có đi về phát huy hoặc là đi các chuyên sâu về sau á, thì các bạn còn nhớ các bạn sẽ xử lý được nha. Và xương nó lên trái bên phải nha, nha. Xương thì bắt buộc các bạn phải biết được nha. Đầu tiên cái tối thiểu nhất là các bạn phải cầm lên bất kỳ một cái xương nào nha, thì các bạn phải biết được đó là điều gì. Tối thiểu nhất đó là tên xương nha. Tối thiểu nhất là các bạn biết được tên xương. Cái thứ hai là các bạn phải biết được một số chi tiết giải phẫu trên cái xương này nha. Và cái cao hơn nữa là các bạn cần phải định hướng được cái xương đó là xương bên trái hay xương bên phải. Rồi ok nha, chúng ta sẽ đi từng bước nha các bạn. Và đầu tiên xương trên nha, trên bắt đầu chúng ta từ xương gì, cái này là xương gì, xương đòn nha, xương đòn. Rồi xương đòn, như vậy chúng ta sẽ đặt theo chiều. Trước tiên là chúng ta sẽ định hướng xương nha các bạn. Nhiệm vụ thứ hai, thứ nhất là các bạn biết được cái xương tinh đòn, xương tinh đòn rồi nha, xương đòn. Rồi nhiệm vụ thứ hai chúng ta là định hướng được cái xương. Đây các bạn sẽ nhớ lại lý thuyết và mô tả, đó là xương đòn gồm có một thân xương và hai đầu xương. Như vậy đầu nào ra phía ngoài và đầu nào ra phía trong. Để cho nhớ lại thì các bạn nhớ là đầu cùng quai sẽ ra phía ngoài và đầu ức nó đi vào bên trong để nó kết hợp với
xương, xương ức nha, nó tạo nên đây. Như vậy thì làm sao biết cái nào ở ngoài, cái nào ở trong? Thì các bạn thấy là người ta mô tả đầu quay là cái đầu nó sẽ dẹp nha, trên hình các bạn thấy cái đầu nào mà các bạn nhìn lên nó hơi dẹp, còn đầu này nó tròn đúng không, nó tròn nó to hơn, đây đầu dẹp thì nó sẽ ra ngoài. Kế trên đó là cái quyết này nó sẽ hướng ra phía trước đây, các bạn thấy không, cái quyết này nó hướng ra phía trước. Và một cái chi tiết nhỏ để xác định chính xác hơn nữa là các bạn coi như cái cụ nón này nó sẽ ở dưới và ở phía sau nha. Rồi đây đúng rồi, chúng ta gáp vào ba cái tiêu chí đó thì các bạn sẽ biết được đây là phía ngoài nè nha, phía ngoài, đây là phía trong, ở đây là trên, và đây là ở dưới, và đây là trước, và đây là sau, được chưa nha. Rồi chúng ta sẽ gáp vô đây, đặt đúng như đây, thì đây là xương đầu đâu các bạn, bên trái nha, đúng chưa. Rồi chúng ta sẽ điều cái xương đầu bên phải nè, cũng đúng như cái vị trí như ban đầu chúng ta đặt đây. Thứ nhất là đặt xương nằm ngang nha, lấy một cái mặt phẳng đứng dọc, cầm phân nửa xương để chúng ta xem như là bên trái bên phải, được chưa nha. Một mặt phẳng là đứng dọc nè để xác định nó là bên trái hay bên phải hay là trong ngoài. Và chúng ta sẽ lấy cái đầu dẹp nè đây đứng ngoài, rồi cái quyết này ra phía trước, cổ nó xuống dưới ra sau, chúng ta gáp như đây, đây là xương đầu phải đúng nha. Nếu như mà các bạn đặt ngược lại, giả sử đi đây cũng là đầu dẹp quay ra ngoài nha, rồi nhưng mà các bạn nhìn thấy sao, cái quyết này nó quay ra hướng đâu, ra hướng sau, rồi cái cổ nó này đang đưa, nó đưa ra đâu, đưa ra phía trước, thì đó là chúng ta đã đặt sai vị trí rồi đúng không, thì chúng ta sẽ quay ngược lại. Thì cái quyết này ra phía trước và cái cổ nó quay ra phía sau, và đây là sinh đoạn bên phải nha. Rồi từ từ các bạn sẽ quen. Và các chi tiết trên cái xương này gồm có là thân xương, thân xương đòn nè, đầu cùng vai xương đòn và đầu ức xương đòn. Ở đây còn có chút đó là cổ ngón xương đòn và gắn có cái gành nha. Rồi gắn xương đòn. Đó là xương đòn, các bạn sẽ học bốn chi tiết. Nhắc lại đó là thân xương đòn, đầu cùng vai xương đòn, đầu ức xương đòn và cổ ngón xương đòn. Đó là những cái chi tiết để giúp cho các bạn là định hướng được cái xương đòn nha. Rồi được chưa, xong một cái xương nha. Xương thứ hai đây là xương gì các bạn, xương gì hả, xương lớn hơn nào, xương vai nha, đây xương bả vai. Rồi đó là đầu tiên nha, nhiệm vụ thứ nhất. Nhiệm vụ thứ hai là chúng ta sẽ định hướng được cái xương này nha các bạn, là để đặt gì đúng chưa, để đặt gì đúng không, đây đặt gì. Rồi chúng ta sẽ đặt nè theo trục thẳng đứng đầu tiên nha. Rồi đầu nhọn quay xuống dưới. Rồi trước tiên là các bạn sẽ cầm đúng mặt thẳng đứng dọc đi để chúng ta biết được cái nào là ở ngoài, cái nào là ở trong nha. Nếu như mà các bạn đưa đến giữa nè thì xem như là bên đây là bên trái chúng ta, xem như đây là bên phải nha. Rồi đây là phía trước và đây là phía sau. Rồi đặt theo trục đứng dọc, đầu nhỏ quay, đầu nhọn nè quay xuống dưới. Rồi cái gai vai này là bắt buộc ở đâu, ở phía sau, các bạn sẽ sờ thấy nè, cái gai vai của chúng ta ở phía sau thì đưa ở phía sau. Cái tiêu chí thứ hai đó là cái chõm xương, hay đây gọi là ổ chảo. Ổ chảo này thì theo các bạn nó hướng ra đâu, hướng ra ngoài nha, để nó nói với lại chõm xương cánh tay nó tạo nên cái gì, khớp vai nè nha, hình chung được không. Rồi đó, đây chúng ta đặt đúng như vậy. Rồi xong rồi các bạn sẽ nhìn thấy đây là mỏm cùng vai mặt phía ngoài nè nha, nó đang chỉ về bên đâu, nó đang chỉ về cái hướng bên trái, đang đi dọc cái hướng bên trái, thì xương này nó nằm ở bên tay phải đây. Đó, nha, đây ba vị trí. Thứ nhất là đặt xương theo trục thẳng đứng, đầu nhọn quay xuống dưới, cái gai vai đi qua phía sau. Rồi ổ chảo quay lên trên và ra ngoài, chúng ta sẽ nhìn tới cái mỏm cùng vai và nó chỉ về bên nào thì chúng ta đọc ngược về bên đó nha. Đây các bạn thấy là chỉ về bên trái thì chúng ta đọc ngược về bên phải. Rồi đây có một cái xương bên phải nha, xương bên trái đây nha, cũng đặt theo trục thẳng đứng nè,
ra quay quay ra phía sau, ở chảo hướng lên trên rồi ra ngoài nha, mồm cùng quay các bạn nó chỉ gì đâu, đây chỉ về hướng bên phải nè ha, thì đây là xương bên trái, để nó gắn cái gì mình chỉ quay được chưa đó nha. Rồi à, chúng ta sẽ học những cái chi tiết trên cái xương vai này. Thứ nhất đó là ổ, ổ chảo nha, thì cái này là mõm quạ, đây là mõm cùng cùng quai. Rồi có cái khuyết nhỏ nhỏ đây gọi là khuyết quai, chứ không phải là cái xương của mẹ nha các bạn nha, khuyết quai. Thì trên đây cái gan vai thì nó sẽ chia ra là ba cái hố nha, hố trên gai, hố dưới gai và hố dưới vai nha. Hố dưới vai nó sẽ liên quan tới cái khuyết quai của chúng ta đây nha, và cái này để cho các cơ nó bám vào, hầu như các cơ nó bám vào. Rồi nó lại đi từ trên xuống dưới nè nha. Rồi mõm cùng quai nè, mõm quạ, ổ chảo nha. Rồi khuyết quai, nguyên cấu trúc này gọi là gai quai, hố trên gai, hố dưới gai và hố dưới quai nha. Rồi đó là những chi tiết cơ bản trên cái xương ở quai. Chúng ta qua được hai xương rồi đúng không? Ta qua được cái xương thứ ba trên. Xin chào các bạn. Cái gì? Cánh tay. Xương cánh tay nha, mình được cái khúc này nè. Đây xương cánh tay nè. Đây đó. Rồi xương cánh tay thì chúng ta sẽ đặt theo chuẩn thẳng đứng, gồm có một thân xương và hai đầu xương nha, một thân xương và hai đầu xương. Như vậy thì cái đầu nào quay lên trên và đầu nào quay xuống dưới? Cái đầu tròn to quay lên trên, đầu dẹp quay xuống dưới nha. Rồi là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai là chúng ta sẽ cho cái này có chút gọi là chởm xương cánh tay. Như vậy chởm xương cánh tay nó sẽ quay vào trong hay quay ra ngoài các bạn? Đây chúng ta cầm ngay giữa xương nè, đây là hướng ra ngoài nè, nè đây là hướng vô trong nè, đúng không? Thì nó sẽ hướng vô phía trong, đây nó hướng vô trong để nó gác với lại xương xương vào quai nha. Đây gác ở phía cổ quai chúng ta đó, gác vô đây. Rồi đó là cái tiêu chí thứ hai. Rồi cái tiêu chí thứ ba, các bạn nhìn ở phía dưới đầu dưới của xương cánh tay, các bạn sẽ thấy có một cái hố mõm phiểu nha. Hố mõm phiểu này thì nó bắt buộc nó ở phía sau, cái đó là các bạn sẽ đưa cho nó quay mặt vô phía sau và chúng ta sẽ gắp vô. Đây là xương bên phải nha. Rồi nếu như mà các bạn thấy là chúng ta đặt theo chuẩn đứng nè, đầu tròn quay lên trên vào trong, nhưng mà chúng ta cùng đây nè, quay lên trên nè, ngồi trên trong nè, nhưng mà cái hố mõm phiểu này nó quay ra phía trước, đây là phía trước của chúng ta đúng không? Đây là phía trước, cho đó là chúng ta đã đặt sai rồi đó nha. Chúng ta sẽ quay ngược lại đưa ra phía sau thì các bạn mới xác định đúng được đây là cái xương bên phải nha. Rồi còn cái xương bên trái thì như thế nào? Đây đây là xương bên phải luôn, đây là xương bên trái nha. Chúng ta cũng đặt theo chuẩn thẳng đứng nè để chở quay lên trên và vào trong. Rồi các bạn sẽ nhìn xuống dưới, đây cái hố mõm phiểu, cái nó quay ra phía sau. Rồi ở đây là xương bên trái nè, đây là xương bên phải, các bạn thấy không? Hai cái hướng nó khác nhau đúng không? Nè, thì nói sau đó các bạn sẽ cắt mặt, các bạn cầm lên thì các bạn sẽ so sánh, các bạn sẽ biết được nè. Rồi các chi tiết giải phẫu trên cái xương này, thứ nhất chúng ta sẽ đi một cái thân xương và hai đầu xương, đầu trên và đầu dưới. Đầu trên của chúng ta sẽ gồm có là những cái chởm xương cánh tay, dưới chởm xương cánh tay sẽ có cái cổ giải phẫu xương tay, hay dưới chợm là cổ. Rồi phía trước sẽ có một cái củ nhô lên gọi là củ lớn bên đây và củ bé. Giữa hai củ nó sẽ có một cái rãnh gọi là rãnh gian củ để cho các cơ nó bám vào. Rồi nha. Ở dưới thân xương cánh tay các bạn sẽ có một cái lồi củ nha, lồi củ của xương cánh tay. Và các bạn trên cái hình mô hình này thì nó sẽ không có rõ bằng cái hình thật xương thật. Các bạn thấy nhìn hai cái màu này nó khác nhau đúng không? Thì đây là xương thật nha, đây là mô hình nha. Có xương thật ở bên kia, nếu như mà các bạn nào có nhu cầu á thì các bạn qua bên đó các bạn lấy xong nhớ trả lại nha. Đây là xương thật nè, màu các bạn nhìn thấy nó khác nha. Rồi đây là xương mô hình nha. Nên đó xương mô hình nó sẽ có những cái nó hơi không cong nha.
rồi nó có những cái chi tiết nó không được chữ nha. Rồi thân xương thì chỉ có cả loại mũ của xương xương cánh tay thôi nha. Rồi ở đầu dưới của xương cánh tay thì các bạn sẽ học, khi mà các bạn đã xác định được cái xương nào bên trái, xương nào bên phải rồi thì các bạn mới biết được là cái nào là loại cầu trong, cái nào là loại cầu ngoài nha. Thì đây là xương bên trái, thì bên đây là loại cầu, đây là phía xương trong nè, bên đây là loại cầu trong, thì bên đây là loại cầu cầu ngoài nha. Chờ các chợ xương con này, còn cái tròn tròn này người ta gọi là rồng rồng nha, đây là cấu trúc của rồng rồng. Rồi trên đây là loại cầu trong, thì trên đây có những cái mỏ trên loại cầu trong và mỏ trên loại cầu ngoài nha. Rồi đây có những cái rãnh, cái rãnh ở bên trong thì sẽ cho là rãnh của động mạch trụ, ở bên ngoài là rãnh của động mạch quay nha. Rồi phía trước nó sẽ có hai cái hố, đó là hố quẹt và hố quay nha. Tại sao có hố quẹt và hố quay? Thì là do cái xương trụ của chúng ta này nha, hẹp như đây nha, nó sẽ khi mà chúng ta co duỗi như vậy nó sẽ tạo lên một cái hõm, thế này người ta gọi là cái hố đây nè, phải co duỗi lên như vậy nha. Thì cái xương này nó trượt lên em tạo nên cái rồng rồng gì đó, và lâu ngày hoặc là nó sẽ khuyết lại nha. Thì ở trên đây tương ứng với lại các xương trụ nha, thì đây là hố mõm quẹo hay là hố quẹt, và bên đây là xương quay gọi là hố quay nha. Rồi đó là các chi tiết trên xương cánh tay. Rồi chúng ta sẽ tới xương cẳng tay. Cẳng tay gồm có bao nhiêu xương các bạn? Hai xương. Thì anh cầm ở đây thì thấy các bạn, xương này là xương tên gì? À, xương trụ hay xương quay? Xương quay. Rồi bên đây xương trụ. Vậy xương nào nằm trong, xương nào nằm ngoài? Xương trụ nằm trong. Nghe có câu là xương trụ trong trụ khuyết. Rồi cho nên chúng ta sẽ học xương trụ trước. Rồi xương trụ ở bên trong và xương trụ có khuyết. Đây, các bạn thấy cái khuyết không? Rồi một thân chúng ta sẽ đặt theo định hướng xương là theo trục thẳng đứng nha, theo trục thẳng đứng chứ không phải nằm ngang nha, trục thẳng đứng. Rồi đầu tròn, đầu to lên trên và cái khuyết này hướng ra phía trước nha, khuyết này hướng ra phía trước. Và các bạn dựng lên cho nó nằm ngang, thì khi đó các bạn nhìn thấy cái mõm châm này nè, mõm châm trụ nè nha, mõm châm trụ này thì nó ở đâu? Ở trong nha. Đây thì bên đây các bạn đang cầm nó là đưa đến giữa xương, thì chúng ta thấy bên đây là bên trong. Thì đây là xương gì? Xương bên trái của xương phải. Đây là xương bên trái nha, tại vì khi mà bên trái thì bên đây nó ở trong, hiểu không? Còn khi mà các bạn quay ngược lại gì cũng mõm châm trụ nó quay bên đây, ở đó mới bên phải thì bên đây mới là ở trong, nhưng mà cái khuyết này nó quay ra phía sau rồi đúng nha. Đó là chúng ta phải đặt thứ nhất là thẳng đứng nè, cái khuyết quay phía trước, và các bạn sẽ dựng cái xương này lên thì các bạn sẽ thấy được cái mõm châm này nè, mõm châm trụ này nó ở trong, và cái phía bên đây là cái trong thì nó muốn bên tay trái. Đây là xương trụ bên trái nha. Rồi xương trụ bên phải thì sao? Trụ bên phải thì ngược lại thôi nè nha. Đây đặt cái trụ thẳng đứng, khuyết ra phía trước rồi chúng ta dựng lên đây. Cái chỗ nó nằm ở phía ngược lại, đúng không? Đó, nha, đây xương này do cái hàm mô hình nó không cong. Đó, thấy không? Nè, đó là cong cong. Và nhìn thấy nó khác biệt nhau, hai cái này nó đau luôn được nè. Đó, thấy không? Nếu như mà cùng bên thì nó sẽ gì nè. Đó, nó cùng bên nè, nó chỉ xây nhiều bên như vậy. Chưa quên được không? Bây giờ nó khác lên, nó sẽ ngược lại. Rồi chúng ta sẽ học những cái chi tiết trên cái xương trụ này. Đây là mõm khuỷu, khuyết, gồng gập nha, mõm vẹt. Rồi trên đây có cái khuyết quay của xương trụ nha, lòi cũ của xương trụ. Chúng ta này phải rõ đâu, thấy các bạn nha. Đây là cái khuyết nha, khuyết quay của xương trụ, mõm khuỷu, khuyết gồng gập, mõm vẹt nha, thân xương trụ. Và đầu dưới thì các bạn chỉ cần học một trăm trụ thôi. Rồi xương quay. Xương quay thì ngược lại, chúng ta sẽ đặt cái trụ qua thẳng tứ, đầu tròn quay lên trên, đầu dẹt quay xuống dưới, và cái bờ gồ ghề này nè quay ra phía sau nha. Rồi chúng ta sẽ dựng lên cái xương này.
giống như sinh trùng. Thì cái mõm này là mõm chăm gì? Mõm chăm quay. Mõm chăm quay nó phía ngoài. Thì khi chúng ta cầm lên đây là ở phía ngoài, đây là xương bên tay phải. Đây. Bên phải thì cái này bên phía ngoài ha. Còn khi mà bên tay trái thì nó sẽ quay ngược, mõm chăm quay này nó qua phía này. Đây chúng ta sẽ quay. Chúc các bạn có gì qua bên kia lấy xương bên trái nha. Đó, còn cái xương nào không? À đây là xương này, xương trái này. Đấy, thì các bạn đầu tròn qua lên trên nè, mặt đồ ghề quay ra phía sau dựng lên. Để bỏ chân trụ quay ra hướng ngoài nè nha. Rồi, ta sẽ trở thành tay nha. Thấy khác biệt không? Nha. Cái đầu tròn tròn này nó chỉ hai hướng khác nhau nha. Đó. Lên xương này các bạn sẽ học đó là chọn tròn, cái đây gọi là chởm xương quay nha. Cổ giải phẫu xương xương quay, lồi cổ của xương quay, thân xương quay và cái nhỏ căn nhất đó là bộ chăm quay. Rồi đó là xong xương quay nhiều quá các bạn. Rồi cái xương bàn cổ tay. Thì bàn cổ tay thì chúng ta sẽ học cái xương cổ tay gồm có 8 xương và sẽ thành 2 hàng nha. Mặt này là mặt người ta gọi là mặt gì? Phía dựng lên phía trước gọi là mặt gì các bạn? Gan tay nha. Phía trước là mặt gan tay, phía sau gọi là mặt gì? Mu tay nha, nhớ nha. Phía này là phía trước của chúng ta gọi là gan tay, phía sau là mu tay. Thì các bạn thấy chúng ta đặt như thế này là chúng ta đưa ra đây đúng chiều giải phẫu nha. Mặt gan tay thì cái ngón ngón một và ngón cái là ở trong phía ngoài các bạn, ngón cái là ở ngoài thì ngón trụ là ngón út là ở trong nè nha. Do đó là các bạn sẽ xác định các xương ở cổ tay bằng cách là các bạn sẽ dựa vào các ngón ở trên đây. Có cái nó sẽ liên quan tới xương thang nha. Và đi từ ngoài vô trong, có nghĩa là từ ngón thứ 1 nè, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5. Từ ngoài vô trong thì là xương thang, xương thê, xương cả và xương móc. Hoặc là các bạn thấy cái xương móc là nó có nhô lên gì nha. Đó là hàng mà nó tiếp nối với lại xương bàn ngón tay. Bắt đầu từ ngón cái đi vào nha. Có nghĩa là đi từ ngoài vô trong, từ ngón cái đi vô bên trong. Đây xương bàn ngón 1, ngón 2, ngón 3, ngón 4, ngón 5 thì tương ứng đó là xương thang, xương thê, xương cả và xương móc. Lên hàng thứ hai kế xương thang đó là xương thuyền nha. Nhớ là có thang là thuyền và thuyền, nguyện, tháp đậu. Tháp đậu nó đi chung với nhau, chính với nhau đây nè nha. Đây là xương tháp, đây là xương đậu. Rồi nha. Đó là 8 xương xếp thành 2 hàng. Có cách để các bạn nhớ đó là góc một là xương thang, góc thang thì lên tiền thì từ ngoài vô trong, thang thê cả móc thì nguyên sáng đầu. Rồi nha, rất là đơn giản đúng không? Rồi và xương bàn thì ngắn nhất là góc một, cái góc một, góc hai, góc ba, góc bốn, góc năm. Rồi xương đốt ngón thì chúng ta sẽ có 3 đốt, đốt gần, đốt giữa và đốt xa. Riêng có ngón cái là chúng ta sẽ có 2 đốt thôi, thì là bỏ đi đốt giữa, có đốt gần và đốt xa nha. Vì đây là xương bàn tay bên nào? Xương bàn tay bên trái nha. Đây xương bàn tay bên trái. Rồi đó là xong phần xương. Chỉ có là các bạn hơi gói là phần trái phải thôi. Nhưng mà các bạn nếu mà không cần xác định trái phải, mục tiêu của bạn không cần xác định trái phải thì các bạn học chi tiết trên xương đó thôi. Còn các bạn nào mà có nhu cầu muốn xác định trái phải thì các bạn hãy xác định trái phải nha. Rồi xong chưa? Ta sẽ qua cái phần thứ hai. Đó là chúng ta qua phần gãy cơ nha. Gãy cơ nha. Rồi các bạn gãy xương chúng ta tạm dừng cho chúng ta qua một cái bài mới nha. Để qua các bạn gối nha. Qua cái phần thứ hai đó là phần gãy cơ. Phần này cũng tương đối là khá là phức tạp.
Rồi thể cơ chúng ta sẽ bắt đầu đi từ trên xuống dưới ha, từ trước ra sau và từ trong ra ngoài ha, từ lớp 5 tới lớp 6. Rồi đi từ trên xuống dưới, cái cơ đầu tiên mà các bạn dễ nhìn thấy nhất đó là cơ gì? Cơ delta ha, mặt trước nè, cơ này để làm gì các bạn? Để tiêm thuốc nha, các bạn có tiêm vaccine chưa? Đi vô đâu? Đi vô cái cơ này nè, đúng không? Cái cơ delta. Rồi các bạn được tiêm mấy mũi rồi? 3 mũi. Các bạn nào được tiêm 5 mũi chưa? 5 mũi là đã bị rồi á, đúng không? Rồi giờ chúng ta sẽ qua cái cơ delta ha. Cơ này nè, cơ rất là bự nè, vùng cánh tay là cơ delta. Rồi tới phần trên vai. Trên vai thì chúng ta sẽ có ở dưới này cái cơ, và chúng ta đây là cơ trên gai nha, nó tương ứng với lại nó là cái khối trên gai đó, đây là cơ trên gai nè nha. Rồi phía sau thì các bạn sẽ học ba cơ, đó là cơ dưới gai nha. Đây là toàn bộ những cơ dưới gai. Dưới gai là cơ tròn bé. Rồi dưới cơ tròn bé là cơ tròn lớn nha. Cơ tròn bé, cơ tròn lớn và thăng xương cánh tay, nó sẽ tạo nên cái tam giác là cơ tròn cánh tay. Đây nè, các bạn thấy không? Cái tam giác cơ tròn cánh tay và cái đầu dài của cơ tam đầu cánh tay nó xỉa vào đây. Nó chia cái tam giác này ra làm hai hình, đó là hình tam giác và hình tứ giác, đúng không? Đây nè, mình thấy đây. Trong cái lỗ tứ giác này nó sẽ có một cái bó, đó là bó gì? Bó động mạch nách và động mạch hữu cánh tay sau đi vào đây nha. Đây là động mạch nách và động mạch hữu cánh tay sau. Rồi bên cạnh đó nha, ở dưới xương cánh tay chúng ta sẽ có một cái cơ tam giác nữa, đó là tam giác cơ tam đầu cánh tay đây nha, cũng là do cái cơ tròn nghe với lại cái cơ tam đầu cánh tay và thăng xương cánh tay nó tạo nên cái tam giác. Thì trong đây nó cũng có một cái bó nữa, đó là bó của thần kinh quay và động mạch cánh tay sau ha. Đây đó. Rồi dừng nói chút, chúng ta sẽ qua thần kinh để nói rõ hơn cái nguyên quỹ của các thần kinh này ha. Rồi các bạn nhớ cái phần đó tam giác ha. Rồi phía đó là bằng một vai. Một vai đó là chúng ta nhắc lại là ở trên thì có cơ trên gai, phía sau thì có cơ dưới gai, rồi có cơ tròn bé, cơ tròn lớn ha. Rồi ở phía trước hay là phía trong thì chúng ta sẽ có cơ gì? Cơ dưới vai nó sẽ có 3 cái hố, các bạn nhớ không? Hố trên gai, hố dưới gai và hố dưới vai. Thì trong đây là cơ dưới vai nha. Rồi đó là phần vai. Và chúng ta sẽ tới phần gì? Cánh tay nha. Cánh tay thì các bạn sẽ có 4 cơ. Thứ nhất đó là cơ gì? Phía trước nha. Phía trước đó là cơ nhị đầu cánh tay, đó là cơ con chuột của chúng ta đó nha. Các bạn thấy những người nào mà đi tập gym nha, là có nổi lên dữ không? Nên đó là cơ con chuột á, hay còn gọi là cơ con chuột nha. Còn có 2 đầu. Ba cái đầu này các bạn thấy nó dài, nhưng mà thật ra nó được gọi tên đó là đầu ngắn của cơ nhị đầu cánh tay. Còn cái đầu dài của nó đây nè, nhìn thấy nó ngắn nhưng mà thật ra nó đi rất là dài nha, nó đi lên tới trên đây là nha. Do đó là nhiều lúc các bạn thấy gì không phải vậy nha. Đây là đầu ngắn của cơ nhị đầu cánh tay, còn đây là đầu dài của cơ tam đầu cánh tay. Trên mô hình các bạn sẽ thấy nó có 2 màu đúng không? Đây là những màu xanh nè, đây là những màu đỏ nha. Màu xanh người ta được gọi đó là căn cơ nha. Và căn cơ là gì? Căn cơ là nơi tiếp giáp giữa xương và cơ, người ta gọi là căn nha. Cho đó trên mô hình các bạn sẽ thấy nó có những màu xanh nha, gọi là căn nè. Còn có những màu xanh nữa là mạc cơ nha. Rồi đây nha, căn cơ đầu dài cơ nhị đầu cánh tay nha. Căn cơ đầu ngắn cơ nhị đầu cánh tay. Nhị đầu cánh tay thì sẽ có 2 nha, gồm có đầu dài và đầu ngắn. Đây là bó cơ nhị đầu cánh tay, đó là mặt trước. Còn mặt trong sẽ có 2 cơ, đó là đây là phía trong nè, mặt trong thì đây là các cơ quạt cánh tay, cơ quạt cánh tay, và sâu ở dưới này đó là cơ cánh tay, cơ cánh tay nằm ở dưới sâu dưới nước này. Đây bên đây mô hình cho nó làm, các bạn thấy nằm lệch bên đây rồi, đây cơ cánh tay.
Rồi phía sau cánh tay nó chỉ có một cơ duy nhất thôi, đó là cơ gì các bạn nhớ không? Cơ tam đầu cánh tay nha. Cơ tam đầu cánh tay. Rồi cơ tam đầu thì nó có ba đầu, thì các bạn còn nhớ, các bạn là nhớ đầu gì không? Đầu dài, đầu ngoài, đầu trong, hay là đầu dài, đầu ngoài, đầu giữa? Đấy. Đầu dài, đầu trong và đầu ngoài nha. Như vậy đầu nào là đầu dài? Đầu dài lúc nãy các bạn thấy rồi, nó chui vào cái lõm tam giác này đúng không? Đây là đầu dài của cơ tam đầu cánh tay. Đây. Rồi thì cái mặt trong nó sẽ liên quan tới cơ quạ cánh tay. Đây, đó là đầu trong của cơ tam đầu cánh tay. Thì còn lại đây là đầu ngoài của cơ tam đầu cánh tay. Ba cái bó này thì gọi là chung gọi là cơ tam đầu cánh tay. Rồi xong. Đó là phần cơ của cánh tay. Vùng phiểu hầu như là không có cơ nên chúng ta bỏ qua nha. Rồi chúng ta sẽ bước qua tới vùng cẳng tay. Vùng cẳng tay thì các bạn sẽ có hai vùng, thứ nhất các bạn chia ra làm hai vùng, thứ nhất là vùng cẳng tay trước, thứ hai là vùng cẳng tay sau. Vùng cẳng tay trước thì chia ra làm ba lớp, đó là lớp 5, lớp giữa và lớp sau nha. Lớp 5 thì gồm có bốn cơ, thứ nhất là cơ sắt tròn nha, đây là cơ sắt tròn. Và những cái cơ phía trước là những cái cơ gấp cổ nha, cơ gấp chứ giữa nó làm gấp gấp tay, cho đó mình gọi là cái cơ gấp. Thì trong đây nó gồm có cơ gấp cổ tay quay nè nha, cơ gan tay dài và cơ gấp cổ tay trụ đây nha. Có bốn cơ đó, cơ sắt tròn, cơ gấp cổ tay quay, cơ gan tay dài và cơ gấp cổ tay trụ. Lớp giữa đó là cơ gấp năm các ngón đây nha, giữa. Và khi chúng ta bóc hết những cái lớp cơ lớp năm và lớp giữa ra thì đây là những cái lớp sau. Lớp sau thì các bạn chỉ nhìn thấy được các cơ gấp ngón cái dài và cơ gấp các ngón thôi, hay cũng xong ngón thôi đây nha. Rồi đó là lớp sau của vùng cánh tay trước. Ngoài ra các cơ sắt vuông và các cơ sắt tròn và các cơ này nha. Rồi chúng ta sẽ qua tới cái phần cánh tay sau và cánh tay sau. Cánh tay sau thì nó sẽ chia ra làm hai khu, đó là khu trước phía ngoài và phía sau, hay trước ngoài và sau. Thì các bạn sẽ chung luôn chúng ta hỏi chia nữa ha, thì gồm có là cơ cánh tay quay nè, cơ duỗi cổ tay quay dài ha, cơ duỗi cổ tay quay ngắn, cơ giãn ngón cái dài, cơ duỗi ngón cái ngắn. Và đa phần những cái cơ phía sau là những cái cơ duỗi không hết các bạn. Rồi đây là cơ duỗi chung các ngón, cơ duỗi ngón năm và cơ duỗi cổ tay trụ. Phía sau thành cùng của nó có một cái cơ gọi là cơ phiểu nha. Còn lớp sau của vùng cơ cẳng tay sau thì các bạn sẽ không có mô hình nên chỉ thấy được cái phần này thôi, cái găng cơ của là cơ duỗi ngón cái ngắn thôi nha. Nhỏ xíu này rồi nhắc lại cái vùng cẳng tay sau, chúng ta đi từ phía ngoài ra, phía ngoài ra phía sau đó thường có là cơ cánh tay quay nè, cơ duỗi cổ tay quay dài, cơ duỗi cổ tay quay ngắn, cơ giãn ngón cái dài, cơ duỗi ngón cái ngắn, cơ duỗi chung các ngón, cơ duỗi ngón năm và cơ duỗi cổ tay trụ nha. Cơ biểu có phía sau đây. Rồi xuống tới bàn tay thì chúng ta các bạn sẽ thấy được có hai bó cơ chính, đó là các cơ mô hút và các cơ mô cái. Các cơ mô này nó chung lại với nhau nha. Rồi các bạn hỏi nhớ những cái cơ nhỏ trong cũng được nha. Ta chỉ biết đây là cơ mô hút, đây là cơ mô cái và các cơ gian đốt như con nha. Rồi phía sau đây là những cái cơ xương, nó còn mô tay các cơ xương, cái cơ gian đốt. Rồi đó là xong cái phần cơ nha. Rồi chúng ta sẽ qua tới cái gì nữa các bạn? Mạch máu thần kinh nha. Rồi bây giờ sẽ đi thần kinh trước nha. Thần kinh thì chúng ta sẽ bắt đầu cũng từ cái vùng nách nha. Cái chi trên chúng ta chưa từ vùng nách. Rồi vùng nách, những cái chi trên thì chúng ta sẽ có nguồn gốc từ cái phần đám gối của cổ nha. Từ đám gối cổ C5678T1 tạo nên cái đám gối xương dưới đòn nè nha. Rồi động mạch dưới đòn, tĩnh mạch dưới đòn và thần kinh dưới đòn sẽ đi qua nách, cậu bỏ rõ tên. Thì cái đám gối đó tới xuống dưới nách nó chia là ba nhánh chính. Thứ nhất đó là cái nhánh động mạch giữa, là thần kinh giữa đây nha.
là nó đi ở giữa nha, và nó đi ở trong cùng gọi là thần kinh trụ nha, và nó đi ra phía ngoài, nó qua cái độ tam giác ra cơ tam đầu cái tay đó, nó là ở tên là thần kinh quay nha. Đó, thần kinh quay thì nó đi ở đâu? Đi ở phía sau nha, và đi ở phía trong thì gồm có là thần kinh giữa và thần kinh trụ, đó là ở vùng cánh tay. Rồi mấy cái thần kinh này nó đi xuống dưới nó biểu nha, thần kinh giữa nó vẫn tiếp tục đi tiếp nha, nó cũng còn gọi tên đó là thần kinh giữa nha. Rồi bên đây nó cũng có cái nhánh ra gọi là thần kinh gian cốt này nha, thần kinh gian cốt. Và thần kinh trụ nó cũng có đi phía trong, nó đi theo luôn xuống dưới cánh tay, nó cũng cánh tay nó cũng gọi tên đó là thần kinh trụ nha. Rồi còn thần kinh quay nó đi ra phía sau và nó cũng có những cái nhánh gọi là thần kinh cơ bì cánh tay nè, nghe các bạn thấy màu vàng vàng nó đi ra, thần kinh cơ bì cánh tay đem đi ra. Ở bên trong đây cũng vậy, có những cái thần kinh cơ bì cánh tay nha. Rồi xuống dưới phần kinh quay nó đi ra xuống tới biểu, và nó sẽ chia ra xuống cánh tay, nó chia ra làm hai nhánh, đó là thần kinh quay nông và thần kinh quay sau nha. Đây các bạn thấy đây hai nhánh nè, thần kinh quay nông và đi thẳng đây là thần kinh quay sau nha. Và nó đi ra phía ngoài chia ra các nhánh gọi là các nhánh nông của thần kinh nông của thần kinh trụ, nhánh nông của thần kinh trụ nha, các nhánh nông của thần kinh quay nha. Đây là nha. Và nó xuống dưới bàn tay để nó chia ra gọi là nhánh thần kinh gan ngón chung, chia ra thần kinh gan ngón kia như nè nha. Đó, chia ra. Và ngược lại đây là nhánh thần kinh mu ngón chung, và ra đây là mu ngón kia nha. Ở đây là mu, ở đây là gan, gan ngón chung và gan ngón kia. Rồi mu, mu ngón chung và mu ngón kia, thần kinh không phải chi cắt chung thôi nha. Rồi và cái thần kinh giữa này nó đi xuống ở giữa và đi tặng ra đây nha, nó cũng có tương tự như vậy nha. Rồi đó là xong cái phần thần kinh nha. Thần kinh thì có từ cổ nó đi xuống ra là ba nhánh, thần kinh giữa, thần kinh trụ và thần kinh quay. Thần kinh quay thì ở phía sau nó tất cả những cái nhánh này là có thần kinh cơ bì cánh tay. Rồi thần kinh quay nó đi xuống dưới biểu, nó chia ra làm hai nhánh, đó là thần kinh quay nông, thần kinh quay sau nha. Còn thần kinh giữa với thần kinh trụ nó có chia nhánh các bạn nha. Xuống dưới cánh cẳng tay thì có thần kinh trụ chia ra thần kinh gian cốt đây nha. Rồi và xuống dưới bàn tay thì nó sẽ có những cái nhánh nông của thần kinh trụ và nhánh nông của thần kinh quay. Và xuống bàn tay thì nó đổi tên thành là gan, thần kinh gan tay chung nha, gan ngón chung, và đi ra là gan ngón kia. Rồi ở mu tay thì là thần kinh mu ngón chung và mu ngón kia rồi nha. Và tới động mạch, động mạch nó sẽ thường đi chung với lại thần kinh nha. Rồi động mạch thì nó sẽ bắt nguồn từ động mạch gì? Động mạch nách nha. Động mạch nách thì nó đi tới dưới cái cơ ngực, và dưới cơ ngực bé nó sẽ đổi tên thành đó là động mạch cánh tay. Trên đường đi của động mạch cánh tay nó sẽ chia ra là khoảng 3 nhánh nha. Nhánh đầu tiên ở trên nó sẽ đi cùng với lại thần kinh quay, được gọi là động mạch gì? Động mạch cánh tay sau nha, trong cái lỗ cơ tam đầu này nè, ở tam đầu cánh tay nè ha, động mạch cánh tay sau nó cấp máu toàn bộ cho các cơ vùng cánh tay sau nha. Động mạch cánh tay sau cấp máu cho động mạch của các cơ vùng cánh tay sau. Rồi ngoài ra trên cái động mạch cánh tay sau này, dưới này nó chia ra là cái động mạch bên trụ nha, động mạch bên quay chứ nha. Rồi cái này nhánh nhỏ thôi nên các bạn khỏi quan tâm cũng được. Rồi một cái bên trong nó đi xuống dưới này, nó sẽ chia ra làm có một cái nhánh, hai nhánh nữa, đó là động mạch bên trụ trên và bên trụ dưới. Và những cái phần bên quay này nè, nó sẽ tạo nên là cái vòng nối để tạo nên nuôi cái khớp biểu của chúng ta ha, khớp biểu các bạn cũng thật có học. Rồi tới cái động mạch chính của nó ha, động mạch cánh tay nó tiếp tục đi thẳng xuống dưới biểu nha. Và cái động mạch cánh tay này ứng dụng của chúng ta đó là làm gì các bạn? Đau huyết áp. Thế do đó các bạn thấy chúng ta quấn cái huyết áp này nè, đúng không? Và các bạn sẽ sờ thấy cái động mạch, chúng ta sờ thấy được ở dưới này nè nha. Các bạn thử, các bạn sờ cái động mạch, chúng ta bắt được cái động mạch cánh tay đó. Và các bạn muốn đo huyết áp chính xác thì các bạn phải đặt cái tay nghe đúng vào cái động mạch cánh tay này. Thì khi đó các bạn mới đo cái huyết áp của chúng ta chính xác được nha. Thường nó ở trên
cho cái nếp quẻo này khoảng 3 cm nè nha. Do đó là các bạn có thấy sau này các bạn học cái quy cắt đo quy áp thì chúng ta sẽ quấn cái quy áp trên nếp quẻo từ 2 đến 3 cm thì chúng ta sẽ sờ thấy được cái động mạch cánh tay ở đây nha, nó nằm ở mặt trong. Rồi khi các bạn xác định được cái động mạch cánh tay thì các bạn sẽ đặt tai nghe vào cái động mạch cánh tay đó để các bạn nghe các tiếng đo tiếng cô đồng cốc nha. Rồi cái động mạch cánh tay này nó xuống quẻo dưới nếp quẻo khoảng 3 cm thì nó phải chia ra làm hai nhánh, đó là động mạch gì ra phía ngoài là động mạch, các bạn nhìn thấy này ngón cái nha, đó là động mạch quay. Rồi đi vào phía trong đây là động mạch trụ ha. Trên đường đi của động mạch trụ nó lại có một cái nhánh ra gọi là động mạch giang cốt chung. Động mạch giang cốt chung đi được một đoạn chút xíu nó lại chia ra làm hai nhánh, đó là động mạch giang cốt trước và động mạch giang cốt sau. Trên đây các bạn sẽ thấy được đó là động mạch giang cốt trước thôi ha. Nhỏ xíu đây nè, đó, đây là động mạch giang cốt trước. Động mạch giang cốt sau nó đi ở phía sau thì các bạn sẽ không thấy được, thì đây là động mạch giang cốt trước nha. Trước khi nó chia giang cốt trước sau thì người ta gọi là động mạch giang cốt chung, nhỏ xíu thôi các bạn không thấy đâu. Đây là động mạch cốt phía trên đây rồi, nha, đây là động mạch giang cốt trước nha. Rồi đây là động mạch trụ phía ngón út, đây là động mạch trụ phía ngón cái là động mạch quay và hai cái động mạch là đỉnh đi xuống. Rồi tận cùng của động mạch trụ nó sẽ tạo nên cái cung gan tai nông, nó nối với lại cái nhánh nông, nhánh gan tai nông của động mạch quay tạo nên cái cung gan tai nông. Rồi động mạch quay tận cùng của nó sẽ tạo nên cái cung gan tai sâu, gọi là cung động mạch gan tai sâu. Còn động mạch trụ tạo nên là cung động mạch gan tai nông nè. Rồi cái động mạch quay thì nó nối với lại nhánh gan tai sâu của động mạch trụ tạo nên cung động mạch gan tai sâu. Trên mô hình này các bạn chỉ thấy được cái là cung của động mạch gan tai nông thôi, đây nè, nè. Đây là động mạch trụ nè, nè. Rồi nó tạo kết nối với cái nhánh gan tai nông của động mạch quay tạo nên cung động mạch gan tai nông. Và có nhánh chia nhỏ ra đây là những cái nhánh gan ngón chung nha, động mạch gan ngón chung và đi ra thế này là động mạch gan ngón riêng tương ứng chân như vậy nha. Rồi ở mô tay cũng vậy nha, của cung động mạch mô tay cũng tiếp nối từ động mạch quay và động mạch trụ thì là động mạch cung ngón chung và động mạch cung ngón riêng nhỏ thế này nha. Rồi đó là xong toàn bộ hệ thống thần kinh mạch máu. Trong cái mạch máu trên mô hình này thì các bạn chỉ thấy được cái động mạch thôi, còn cái tĩnh mạch thì các bạn trên mô hình này các bạn sẽ không nhìn thấy, nhưng mà do mô hình không làm thấy nhưng mà anh cũng phải giới thiệu sơ qua các bạn. Chúng ta gồm có tĩnh mạch nha. Tĩnh mạch thì gồm có hai hệ, đó là hệ nông và hệ sâu. Hệ sâu thì nó sẽ đi kèm với lại động mạch, và hai tĩnh mạch thì nó sẽ đi kèm với lại một cái động mạch nha. Đó là những cái động mạch nhỏ, còn những động mạch lớn thì nó sẽ gom lại là một tĩnh mạch đi kèm với lại một động mạch, còn những cái động mạch nhỏ hơn nó sẽ có là hai tĩnh mạch đi kèm với lại một động mạch. Ví dụ như động mạch dưới đòn này thì sẽ có tĩnh mạch dưới đòn thôi, thế còn động mạch cánh tay thì sẽ có hai cái tĩnh mạch đi kèm, đó là tĩnh mạch. Đối với chiều trên thì các bạn sẽ có ba cái tĩnh mạch chính, đó là tĩnh mạch nền ở phía trong và tĩnh mạch đầu ở phía ngoài. Và nó đi lên phía cùng giữa tay này sẽ có thêm một cái tĩnh mạch giữa, sẽ tạo nên hình chữ M của chúng ta đó. Để các bạn nhìn dịch, các bạn nhìn máu này, các bạn sẽ thấy là sao? Nó đều lấy phần cánh tay này nha. Đó là tĩnh mạch L là tĩnh mạch đầu, và có tĩnh mạch giữa ở chữ M. Các bạn siết chặt lên thì nó sẽ hiện rõ lên, đó là hệ tĩnh mạch nông nha. Rồi nó cũng đi lên nha, tĩnh mạch L, tĩnh mạch đầu của nó. Để tĩnh mạch nông này nó kết hợp với tĩnh mạch sâu nè, tĩnh mạch sau nó sẽ cùng tên với lại động mạch nha. Rồi và trên mô hình này các bạn sẽ không thấy tĩnh mạch thì thôi, các bạn cũng biết thì thôi cũng không thi nha, sau này ứng dụng thì nó sẽ thôi. Rồi xong rồi đó, thì thôi rồi đó các bạn có chưa hả? Bơ phở rồi hả? Rồi các bạn chia mô hình cho học đi, là chia nhóm ra. Có gì các bạn sẽ chia cho nhóm cái đề cương đó của cô Phượng đó, nữa các bạn chia sẻ cho